Xin chào tất cả mọi người. Động từ suffice có nghĩa là đủ, là một động từ chúng ta rất hay dùng ở trong các câu nói. Và trong bài số 50 này, chúng ta sẽ tìm hiểu các cách dùng khác nhau của động từ suffice. Thứ nhất, suffice đi với giấy tự A. Và thứ hai, động từ suffice ở dạng phản thân, suffice. Và thứ ba, ở dạng vô nhân xưng, insuffice đi với the, insuffice đi với cờ. Và sau cùng chúng ta tìm hiểu tính từ và trạng từ. Xuất phát từ tính từ này, suffisant và suffisamment. Động từ suffire là một động từ nhóm 3, động từ bất quy tắc. Nó có participe passé là suffi và chúng ta coi ba thì căn bản của mode indicatif. Ở thì hiện tại, je suffis, tu suffis, il suffit, nous suffisons, vous suffisez, il suffit. Ở thì quá khứ, chúng ta lấy participe passé là suffi, rồi ghép với trường động từ avoir, je suffis, tu as suffis, il a suffi, nous avons suffi, vous avez suffi, ils ont suffi. Và thì tương lai, je suffirai, tu suffiras, il suffira, nous suffirons, vous suffirez, ils suffiront. Chúng ta thấy cách chia của từ suffi nó khá đặc biệt. Chúng ta đã có cách chia, nhưng mà thực sự trong thực tế không bao giờ người ta dùng hết tất cả các cái ngôi thứ như thế này. Chỉ có một số ngôi thứ chúng ta hay dùng mà thôi. Chúng ta sẽ coi ở trong các phần sau. Trong phần thứ nhất, chúng ta coi suffire à quelqu'un hoặc là suffire à quelque chose, đủ cho ai hay đủ cho cái gì. Bấy nhiêu tiền không đủ cho tôi sống. Cela ne me suffit pas pour vivre. Cela chúng ta để mở, có thể là một món tiền hay là một cái lợi tức nào đó. Cái đó không đủ cho tôi. Cela ne me suffit pas pour vivre, để mà sống. Vậy chúng ta thấy rõ ràng, mơ đây là một đại từ CUI, là bởi vì trong công thức là mơ này là đi sau giấy tự A, suffire à quelqu'un. Như vậy mơ này là CUI, điều đó không đủ cho tôi để tôi sống. Hoặc là nếu chúng ta đổi qua ngôi số 3 thì nó sẽ là ngôi thứ 3 là lui. Cela ne lui suffit pas de vivre. Bấy nhiêu đó, cái lợi tức đó, cái số tiền đó không đủ cho anh ta sống. Cela ne lui suffit pas pour vivre. Bấy nhiêu là đủ cho các nhu cầu của tôi, ở trên là không đủ, ở đây dưới là đủ. Cela suffit à mes besoins, ở trên là đủ cho tôi, ở dưới là đủ cho các nhu cầu của tôi. Như vậy là suffit à quelque chose, vẫn là giới tự A. Cela suffit à mes besoins, lời hứa của bạn là đủ cho tôi rồi. Votre promesse me suffit, bạn hứa như vậy là tôi tin và tôi cảm thấy an lòng. Và cái lời hứa đó là đủ cho tôi. Votre promesse me suffit. Cuộc sống khiêm tốn này cũng đủ mang lại hạnh phúc. Cette vie modeste suffit à son bonheur. Mang lại hạnh phúc cho anh ta. Anh ta có một cuộc sống rất là khiêm tốn. Nhà cửa thu nhập rất là khiêm tốn. Nhưng mà nhiêu đó cũng đủ để cho anh ta được hạnh phúc. Suffit à son bonheur. Một chiếc xe hơi nhỏ cũng đủ cho anh ta rồi. Không cần một xe to. Une petite voiture lui suffit. Như vậy chúng ta thấy ở trong câu này, ở trong đại từ lui có giới tự A. Người ấy chỉ cần một chiếc xe hơi nhỏ. Chỉ cần một cử chỉ đơn giản. Un simple geste suffit. Một cử chỉ đơn giản thôi cũng đủ rồi. Không cần làm cái gì mà nó quá to tát. Un simple geste suffit. Nó rất thông minh, mà nhiêu đó thì không có đủ. Il est intelligent. Intelligent là thông minh. Il est intelligent, mais cela ne suffit pas. Nhưng mà cái chữ nó không có đủ. Và sau đây chúng ta coi hai cách nói giống nhau nhưng mà mang ý nghĩa khác nhau. Ça suffit, merci. Ça suffit comme ça. Ở trên chúng ta thấy cái gì đủ, vừa đủ là chúng ta cảm ơn, để cho nó không có đi quá. Ví dụ người ta rót nước cho mình, ví dụ người ta đưa đường vào trong tách cà phê của mình thì mình thấy đủ rồi, mình nói ça suffit, merci. Ça suffit, merci. Còn ở bên dưới cũng là động từ suffire, nhưng mà nó mang một cái giọng là đi quá mức. Ça suffit comme ça, như vậy là quá mức, như vậy là quá lắm rồi, đủ rồi. Đủ đây không phải là đủ theo cái nhu cầu của mình, nhưng mà nó quá mức của mình. Như vậy chúng ta cần phân biệt hai cách nói này tùy cung giọng. Ça suffit, merci, như vậy là đủ rồi. Ça suffit comme ça, như vậy là quá lắm rồi. Chúng ta vừa coi trong phần thứ nhất động từ suffire đi với giấy từ A. Và ta có đối tượng gián tiếp suffire à quelqu'un hoặc là suffire à quelque chose. Ở trong phần số 2, chúng ta sẽ coi động từ suffire ở dạng động từ phản thân, verb pronominal.
Sơ suffire không có nghĩa là đủ cho nhau, ở đây chỉ có nghĩa là tự đủ cho chính mình. Il sait toujours suffire, người ấy luôn luôn thấy là đủ. Il sait toujours suffire, đây là động từ suffire ở quá khứ của động từ phản thân. Il sait toujours suffire, anh ta luôn luôn cảm thấy như vậy là đủ. Và một quốc gia đã bắt đầu có thể tự cung, tức là đủ cho mình. Un pays qui commence à se suffire. Il commence à se suffire, đây là động từ nguyên mẫu à se suffire. Tức là trước đó thì không đủ, phải nhập, rồi phải nhờ sự trợ cấp, trợ giúp của nhiều nơi khác. Bây giờ nước này đã bắt đầu đủ. Chúng ta thấy trên thế giới có nhiều quốc gia nhỏ mới giành độc lập thì bắt đầu thì thiếu thốn nhiều lắm, nhưng mà sau một thời gian thì quốc gia này đã có thể tự đủ cho mình về những cái điều cơ bản nhất. Đó là một số ví dụ ngắn ngủi về động từ suffire. Và bây giờ trong phần số 3 chúng ta coi động từ vô nhân xưng il suffit. Il đây là vô nhân xưng, il suffit, và phân ra làm hai phần: il suffit de đi vào infinitive và il suffit que đi vào subjonctive. Trong phần số 2 này chúng ta sẽ thấy nó hơi phức tạp so với một số người ở chương trình căn bản. Nhưng mà il suffit de thì chúng ta có thể tiếp thu. Chỉ mất vài câu nói là có thể thuyết phục được anh ta. Il suffit de quelques mots pour le convaincre. Convaincre là thuyết phục ai? Thuyết phục người này, le là thuyết phục người này, không cần nói nhiều mà chỉ cần il a suffit de quelques mots. Il đây là vô nhân xưng, chỉ cần một vài từ ngữ là có thể thuyết phục được anh ta. Il suffit de l'écouter, chỉ cần nghe anh ta nói. Ở đây chúng ta để câu này đang còn mở. Chỉ cần nghe anh nghe ta nói là chúng ta đã hiểu vấn đề. Chỉ cần nghe anh ta nói là chúng ta đã nhận ra. Il te l'a promis, ça ne te suffit pas. Anh ta đã hứa điều đó với bạn, như vậy là chưa đủ hay sao? Le này là notre. Il te l'a promis, cái điều đó. Ở đây chúng ta thấy nó là le, nhưng mà do bởi đứng trước một nguyên âm khác, người ta lược đi thành l apostrophe. Và le này là notre, không thay cho một người hay thay một cái sự vật gì mà giống được. Il te l'a promis. Il te l'a promis, ça ne te suffit pas. Anh ta đã hứa điều đó với bạn rồi mà như vậy còn chưa đủ hay sao? Như vậy ở trong phần thứ nhất, il suffit de, đây với động từ nguyên mẫu, il suffit de. Và phần số 2, il suffit que, thì phải đi với một động từ ở mot subjonctif, il suffit qu'il le dise, chỉ cần anh ta nói ra là đủ. Il suffit que, il le dise, il suffit qu'il le dise. Dise là thì hiện tại của mot subjonctif của động từ dire, il suffit qu'il le dise. Vậy chúng ta coi động từ suffire ở dạng vô nhân xưng thì nó có thể có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đi với một động từ nguyên mẫu, il suffit de. Và trường hợp thứ hai đi với một động từ ở mot subjonctif, il suffit que. Và sau cùng chúng ta coi một số từ ngữ cùng gia đình với động từ suffire. Chúng ta có hai từ. Thứ nhất là tính từ suffisant. Un résultat suffisant, một kết quả đủ, tức là một kết quả khá ổn, assez bon. Condition nécessaire et suffisante, điều kiện cần và đủ. C'est suffisant pour qu'il se mette en colère. Như vậy là đủ, bấy nhiêu là đủ để cho anh ta nổi giận. Se mettre en colère. Pour que là nói đến một cái mục đích, và động từ ở phía sau pour que thì phải để ở mot subjonctif. Chỉ cần nhiêu đó thôi là đủ để làm cho anh ta nổi giận lên. Chúng ta vừa coi tính từ suffisant, và bây giờ từ tính từ suffisant chúng ta có trạng từ suffisamment. Và đây cũng xin nhắc lại một quy tắc nhỏ là các tính từ tận cùng bằng ant và ont khi đổi qua trạng từ thì chúng ta không đổi qua feminine rồi thêm mon như là các trường hợp quy tắc chung, mà chúng ta đổi thẳng ra là amant. Suffisant trở thành suffisamment. Và ví dụ có một cái động từ khác tận cùng bằng ont, ví dụ như élégant. Élégant là lịch thiệp, thì cũng giống như là động từ bên trên kết thúc bằng ant thì người ta không đổi qua feminine như thế này. Quy tắc chung là phải đổi qua feminine rồi viết thêm mont. Nhưng mà động từ tính từ tận cùng bằng ant chúng ta có trạng từ là élégamment. Élégamment. Và các tính từ tận cùng bằng ont cũng như vậy, ví dụ như là violent. Violent là mạnh, chẳng hạn như cơn gió mạnh thì đổi qua feminine, đổi qua trạng từ là violemment.
violamo. Và chúng ta thấy cũng giống như trường hợp bên trên, đổi thẳng qua amo, và cả hai trường hợp này, amo thì đều phát âm giống nhau, elegamo một cách lịch thiệp, hoặc là violamo một cách mạnh bạo, đều phát âm giống nhau, elegamo, violamo. Và vừa xong chúng ta vừa ôn lại về trạng từ suffisamment. Suffisamment xuất phát từ tính từ suffisant, suffisamment, suffisant. Chưa suy nghĩ kỹ mà đã hành động, agir sans avoir suffisamment réfléchi. Réfléchi động từ nhóm 2 là suy nghĩ, agir là hành động, hành động mà không suy nghĩ đủ. Agir sans avoir suffisamment réfléchi. Tôi đã dành đủ thời gian để giải thích điều đó cho anh ta. J'ai pris suffisamment de temps à le lui expliquer. J'ai pris suffisamment de temps. Chúng ta đã coi ở trong bài trước, động từ prendre ở trong trường hợp này có nghĩa là dùng thời gian, tiền bạc, công sức để làm việc gì. J'ai pris, tôi đã dùng đủ thời gian để giải thích chuyện đó cho anh ta. Avoir suffisamment d'argent, có tiền mà một cách đầy đủ. Avoir suffisamment d'argent. Và sau đây chúng ta làm một số câu với động từ suffire. Tôi chỉ có 500.000 đồng tiền Việt Nam, có đủ để đi chơi Vũng Tàu trong một ngày hay không? Đây là một câu nói của một người không phải là người của địa phương, không biết là từ Sài Gòn đi ra Vũng Tàu, trong tôi chỉ có 500.000 đồng thì có đủ không? Je n'ai que 500.000 đồng. Như vậy có đủ không? Est-ce? Chúng ta có hai cách nói, dùng động từ suffire hoặc là tính từ suffisant được. Nếu mà dùng tính từ est-ce suffisant, est-ce suffisant pour un voyage à Vũng Tàu, un voyage d'un jour, sáng đi trở về à Vũng Tàu. Je n'ai que 500.000 đồng. Est-ce suffisant pour un voyage d'un jour à Vũng Tàu? Đây là một câu hỏi. Và nếu chúng ta dùng động từ thì cũng dùng động từ suffire. Je n'ai que 500.000 đồng. Ça suffit pour un voyage d'un jour. Đây có hai cách nói, dùng tính từ est-ce suffisant pour, hoặc là dùng động từ je n'ai que 500.000 đồng. Ça suffit, ça suffit pour un voyage. Và đây là câu hỏi à Vũng Tàu. Ça suffit, est-ce que ça suffit. Ở trên là tính từ, ở dưới là động từ. Hai câu này có ý nghĩa giống nhau. Để trả lời cho câu trên, câu hỏi trên thì người kia trả lời là tôi nghĩ là quá đủ bởi vì bạn không ở lại qua đêm. Je pense que ça suffit largement, đủ. Tại vì tiền xe thì chỉ chừng 200-300 ngàn, còn lại 200-300 ngàn thì chỉ ăn uống, bởi vì bạn không ở lại ban đêm, không tốn tiền khách sạn, như vậy 500 ngàn đó là quá đủ. Je pense que ça suffit largement. Ça suffit là đủ, largement đủ một cách rộng rãi. Bởi vì bạn không ở lại qua đêm. Parce que tu n'y restes pas la nuit. Qua đêm bạn không ở lại. Hoặc là tu ne passes pas la nuit. Passer cũng được, rester cũng được. Je pense que ça suffit largement parce que tu n'y restes pas la nuit. Quá lắm rồi, đừng làm ồn nữa các con ơi, mẹ chịu hết nổi rồi. Ça suffit. Ça suffit. Ne faites plus de bruit. Je ne peux plus. Je ne peux plus supporter. Supporter là chịu đựng, ở đây là ồn quá. Ồn quá nhiều và quá lâu. Ça suffit, đủ rồi. Ở đây là quá nhiều rồi, chứ không phải là đủ. Khi chúng ta làm việc gì mới đi quá, người ta cũng dùng động từ suffire. Ça suffit, ne faites plus de bruit les enfants. Các con, les enfants. Ça suffit,
tôi xin lỗi chỗ này là ça suffit. Ne faites plus de bruit, les enfants. Je ne peux plus supporter. Chỉ gần gắn camera, các bạn có thể an tâm đi nghỉ hè. Il suffit de, chỉ cần il suffit d'installer. De faire, thì chúng ta không làm được thì chúng ta nhờ người khác làm. De faire installer un camera. Et vous pouvez partir tranquillement. Il suffit de faire installer, là nhờ người khác làm, nhờ người khác gắn. Il suffit de faire installer un camera et vous pouvez partir tranquillement. Tôi xin lỗi, camera là một danh từ feminin, de faire installer une camera. Câu số 4, học bổng này có đủ cho bạn sinh sống hay không? Học bổng. Est-ce que cette bourse peut suffire pour vivre? Est-ce que cette bourse te suffit pour vivre? Để ra sân bay vào giờ cao điểm thì một tiếng không đủ, phải tính ít nhất là một tiếng rưỡi. Pour aller à l'aéroport, pour aller à l'aéroport aux heures de pointe. Pour aller à l'aéroport aux heures de pointe. Một giờ một tiếng hồ thì không đủ. Une heure n'est pas suffisant. Và phải tính, il faut compter au moins, il faut compter, phải tính, au moins, une heure et demie. Pour aller à l'aéroport aux heures de pointe, aux heures cao điểm, une heure n'est pas suffisant. Il faut compter au moins une heure et demie. Suffisante. Cuối cùng, nước Việt Nam có đủ bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền trên đảo Hoàng Sa, Le Việt Nam. Có đủ, có tức là có trong cái quy luật sử dụng của mình. Dispose de preuves historiques. Des preuves historiques pour affirmer chủ quyền, la souveraineté, souveraineté de à, chúng ta vừa coi cách sử dụng động từ suffire là đủ, suffire đi với từ à, se suffire là tự đủ. Và cái dạng vô nhân xưng insuffisant, và có hai từ ngữ cùng gia đình là tính từ suffisant và trạng từ suffisamment. Xin chào tất cả mọi người.